Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Tiếp tục con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình bốn cây kỳ duyên ghim màu hồng phấn ba lớp. Cây là củ nguyên hoàn toàn nha cô chú anh chị mình, củ nguyên không bị hư nha. Đó, cây củ nguyên hoàn toàn và cây khỏe bình thường nha cô chú anh chị mình. Cây nằm trong chậu C12, củ rất là bự, sứ già nha cô chú anh chị mình nha. Con trồng lâu lắm rồi, mấy năm trời nè. Bây giờ muốn nhổ lên thanh lý cho cô chú anh chị mình. Chứ bình thường cây này con bán một cây là 300.000 á, 200-300.000 một cây không á. Cây này lúc trước con bán là 400-500.000, tại vì nó là dáng thông nha. Đó, cây này là dáng thông á, dáng nó từng từng đi lên á cô chú anh chị mình ha. Đó, bộ củ nó như vậy đây. Cây này bộ củ như vậy. Về cô chú anh chị mình phơi cho nó khô, thiệt là khô á, cho nó dẻo cái củ rồi cái cô chú anh chị mình sắp rễ ha. Cây này mình sắp rễ rất là đẹp luôn nè. Đó, mình banh rễ ra. Cây này bình thường là con bán 300-400.000. Rồi, cây số 3, củ rất là bự luôn nha. Cái bàn tay con là không có gì chứ. Đó, củ rất là bự luôn. Cốt của nó là 20 rồi nè. Đó. Cốt của nó là một cái tay con hoành lại nè. Củ rất là bự luôn. Cây này cũng là dáng thông luôn. Đó. Mấy cây này là lúc trước là con bán 400-500.000 một cây. Bông nhiều rất là đẹp. Có điều cũ nó không bự bằng mấy cây mà một cốt như vậy. Tại vì dáng thông á, nó không có nuôi cũ mà nuôi thân ha, nuôi lá, nuôi tàn á. Cái nhánh nó nhiều quá cho nên cũ nó không được bự. Còn như mấy cái này nhánh ít là cũ rất là bự luôn. Nó nuôi xuống cái cũ. Còn như nhánh nhiều quá thì nó dồn lên nuôi mấy cái nhánh ha. Rồi, bốn cây này con cũng thanh lý với giá là 600k. Con có tặng cho một cây này cũng là dáng thông luôn nha cô chú anh chị mình nha. Cây này là củ nguyên hoàn toàn nha. Đó, là 5 cây. Cây này củ nguyên hoàn toàn, không bị hư bị gì hết. Đó, tặng luôn cây này là tổng cộng 5 cây. 5 cây là 600.000 thôi nha cô chú anh chị mình, rất là rẻ luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô chú anh chị mình đã lắng nghe hết video của con. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại.